hồi 23 giờ 20 ngày 20 tháng 10, tổ công tác đại đội 2, tiểu đoàn 5, trung đoàn cảnh sát cơ động, công an thành phố Hà Nội do thượng úy Đàm Tiến Sơn làm tổ trưởng, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên trục đường Đê La Thành, quận Đống Đa, đã phát hiện một thanh niên lãnh đạo xe mô tô mang kiểm soát 29-58808 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe. Chủ phương tiện tỏ ra bối rối, gương mặt biến sắc. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người nam thanh niên có một túi ni lông đựng các hạt tinh thể màu trắng. Khai thác nhanh tại chỗ, nam thanh niên khai nhận tên Bùi Thanh Bình 1975, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, và số hạt tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp dạng đá được đối tượng mua về để sử dụng.